Bài tập số 2 của chúng ta sẽ là bài tập rất hay. Bước 1, chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng Make Up Forever giúp cho da của chúng ta không bị lão hóa khi make up nhiều ngày liên tiếp. Bước 2, sử dụng kem nền mát dạng lỏng giúp da mặt hòa quyện đồng đều và có màu nâu bóng khỏe. Cái cọ xoay rất thích hợp để có thể làm tan lớp nền nhanh, và chúng ta chú ý tan thêm một chút kem nền vào vùng tai và cổ nữa nhé. Bước 3, ta sẽ sử dụng sáng tối của Clio để tạo khối cho khuôn mặt sắc nét hơn. Sử dụng một cây cọ thật nhỏ để tán sống mũi, giúp sống mũi được cao và thanh thoát hơn. Sau đó sẽ sử dụng một cây cọ lớn để làm tan các vùng setting nhanh hơn và mịn hơn. Sử dụng highlight vào dục vùng dưới quầng thâm để che khuyết điểm và làm sáng vùng này, giúp gương mặt bừng sáng và nổi bật đôi mắt hơn. Chú ý ở khu vực này, chúng ta sẽ phải tán thật kỹ và hòa quyện với khu vực ở vùng setting. Bước 5, chúng ta sử dụng highlight khô để che phủ vùng dưới mắt. Khi sử dụng, vùng mắt sẽ không bị nhăn và đọng. Bước này rất quan trọng nên mọi người nhớ chú ý làm kỹ phần này nữa nhé. Bước 6, sử dụng phấn nén màu trung tính để phủ hoàn tất công đoạn làm nền. Cây cọ lớn vỗ nhẹ nhàng, và mọi người chú ý nhớ cả phần tai và cổ để không bị lộ màu nữa nhé. Bước 7, với công đoạn này Tina sẽ vẽ chủ yếu trên khu vực có sợi lông mày. Với việc làm này sẽ giúp cho lông mày thật tự nhiên và không bị bết. Bước 8, Tina sử dụng màu mắt nhũ Sini để tán vào khu vực mắt, giúp cho đôi mắt trông có vẻ được quyến rũ hơn, cũng như tạo hình lập thể tốt hơn cho đôi mắt. Và đặc biệt với công đoạn này, với những đôi mắt thật sâu thì rất là hiệu quả. Tina sử dụng màu mắt nhấn màu nâu đậm, và công đoạn này giúp cho đôi mắt trông có vẻ được lớn hơn, cũng như là bắt hình ok hơn. Chiều dài cho đôi mắt, và mọi người chú ý đặt mi vào vùng giữa mắt trước và sử dụng kẹp mi để dáng mi được chặt hơn với mi thật. Thank you.
cực kỳ quan trọng để đôi mắt bạn trông thật lung linh, và đây là bước hoàn tất cuối cùng cho đôi mắt. Công đoạn này Tina sử dụng mascara của Mira. Bước 12, màu má Tina sẽ tán hình tam giác với màu hồng đào. Với cách làm này, Tina sẽ giúp cho gương mặt thật rạng rỡ mà không mất đi hình khối cơ bản của khuôn mặt. Bước 13, công đoạn làm đôi môi rất quan trọng với cây chì định hình, giúp bạn có thể tạo hình dễ dàng và chính xác, kết hợp với son môi bông rua số 15. Vậy là các bước makeup đã hoàn tất rồi, chúng ta cùng nhau xem thành quả nhé.